Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn về những con giáp gặp đại thảm họa trong ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch. Quý vị có cùng chiêm nghiệm xem có đúng không nhé? Thưa quý vị, mặc dù khoảng thời gian trước đó, những con giáp này có thể có những ngày tháng yên bình, thu nhập tăng 9 con số, nhưng tử vi học có nói, khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 10 trở đi sẽ là lúc thử thách sự chịu đựng của họ. Tuy họ vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng những gì họ thu về sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, những con giáp này còn gặp bạn tiểu nhân. Không chỉ vậy, những con giáp này còn gặp hạn tiểu nhân nên bản mệnh thường xuyên rơi vào những tình huống chẳng đâu vào đâu. Trong công việc, thường ngày có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Dần, các chuyên gia tử vi tâm linh cảnh báo, đôi khi sự kiêu hãnh lại có lợi hơn cho bạn trong ngày hôm nay khi mà người tuổi Dần đối mặt với những kẻ rất khó chịu dưới tác động của tỷ kiên. Bạn có sự tự tôn riêng và rất cần người ta phải tôn trọng. Người tuổi Dần gặp nhiều khó khăn trong công việc, chẳng những áp lực do công việc mà bản mệnh còn bị kẻ tiểu nhân o ép, cướp đoạt công sức của mình. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy rất vất vả, chật vật để tìm lại được chỗ đứng của mình, song nhớ là không nên lằn lòng. Cứ chủ động phát huy năng lực của mình, biết đâu khó khăn sẽ tạo thêm động lực, làm bàn đạp cho con giáp này phát triển được sự nghiệp của mình. Bạn suy nghĩ rất nhiều về mong muốn thay đổi tương lai, nhưng để hành động thì vẫn đang là việc khá là khó. Nếu đang loay hoay tìm câu trả lời thì bạn nên tìm hiểu thông tin, tự tạo ra môi trường mới, xem bạn phù hợp với kiểu nào nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Mão. Xét là số tử vi của tuổi Mão cho thấy, khi kiếp tài thử thách thì con giáp tuổi Mão cần phải bình tĩnh đối mặt. Dù mọi việc xảy ra thế nào đi chăng nữa, đây cũng là ngày để bạn đối mặt và tìm hướng xử lý thay vì muốn trốn tránh. Thể hiện tinh thần trách nhiệm là cách bạn ghi điểm trong mắt mọi người. Con giáp này bận rộn cả ngày với công việc, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên áp lực ngày càng lớn hơn. Đã vậy, kẻ tiểu nhân còn không ngừng đơm đặt thêm những điều sai trái để làm tổn hại tới uy tín của bản mệnh, nhằm cướp đoạt lợi ích về cho mình. Hôm nay, nhờ có tam hội đã mang lại cho bạn cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ mới, những môi trường mới, vì thế đẩy mạnh hòa nhập sẽ giúp ích cho bạn. Không những vậy, họ còn khơi gợi cho bạn những ý tưởng hay ho để bạn áp dụng vào cuộc sống, có vẻ như đang nhàm chán của bạn. Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe và cả tâm trạng của bản mệnh. Có thể người tuổi Mão không nhận ra, nhưng bạn cáu kỉnh và dễ nổi nóng hơn bình thường, cũng chỉ vì thể trạng có chút bất an. Hôm nay đi ngủ sớm sẽ tốt hơn cho bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Thương quan được xem là hung thần mang tới những rắc rối không đáng có cho con giáp tuổi Ngọ. Nếu bạn không chủ động tìm ra hướng đi phù hợp để thay đổi hiện tại thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn đấy nhé. Người tuổi Ngọ đang ở vị trí khá nguy hiểm, bản mệnh căng thẳng và áp lực khi công việc chẳng thể hoàn thành, lại thêm sức ép từ phía kẻ tiểu nhân nên càng thêm mệt mỏi. Kẻ tiểu nhân dễ nắm lấy những sai sót của bản mệnh trong công việc, cũng thêu dệt thêm những lời đồn đại, thị phi, từ chính những lời nói vô tình của con giáp này để cô lập tuổi Ngọ giữa đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình, chớ nên tùy hứng mà lo chuyện bao đồng, cuối cùng tai họa ập tới mà chẳng có cách nào để lật ngược ván cờ, lợi bất cập hại. Tam hợp nhắc nhở bản mệnh trong suốt đời sống tình cảm, bạn và nửa kia cần cẩn thận, hoạch định hướng đi lâu dài, chú ý đến những áp lực về tiền bạc, cân bằng thu chi. Đừng quên bạn luôn luôn nhận được sự chúc phúc từ những người xung quanh cho mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Mộc hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh tìm được cơ hội mới từ nghề phụ để gia tăng thu nhập. Bạn có thể đã thử nhiều lần nhưng lần này mới thành công và khiến bạn hào hứng hơn bao giờ hết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thân. Thiên quan dự báo hôm nay là ngày con giáp tuổi Thân buộc phải tham gia vào một cuộc đối đầu nào đó. Nếu điều này là cần thiết thì bạn nên nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, không nên chịu đựng. Lục xung nhắc nhở bản mệnh đừng để thế giới tình cảm của mình trở nên quá phức tạp trong ngày hôm nay. Chăm sóc bản thân, quan tâm hơn đến cảm xúc của chính mình, giúp bạn tránh những rắc rối khiến bản thân phải nghĩ ngợi và tổn thương. Ngũ hành xung khắc khuyên tuổi Thân nhớ chi tiêu ngoài Ngũ hành xung khắc khuyên tuổi Thân chớ chi tiêu ngoài khả năng, nếu không bạn sẽ đau đầu. Trong gia đình, áp lực vật chất có thể đè nặng lên vai bạn và nửa kia, khiến cả hai căng thẳng nghĩ ngợi. Tuy nhiên, đừng quên thuận vợ, thuận chồng, mọi việc sẽ ổn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Dậu. Chính quan ghé thăm cho thấy cơ hội đã tới với con giáp tuổi Dậu. Hôm nay là thời điểm để bạn thích hợp các nguồn lực và thực hiện những công việc bạn ấp ủ từ nhiều năm qua. Điều quan trọng là không nên đưa ra các quyết định vội vàng. Mộc kim xung khắc khuyên bạn nên chín chắn hơn trong việc giải quyết vấn đề, nếu không sự nông nổi của bạn sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Khi tổn thương gây ra quá lớn thì cơ hội hàn gắn không thể xảy ra. Nếu có thể, hãy bắt tay vào dọn dẹp, sắm sửa nội thất mới, chắc chắn chúng sẽ mang đến cho bạn một không gian tuyệt vời để thư giãn hoặc thực hiện các dự án sáng tạo. Việc nhỏ vậy thôi nhưng lại giúp thay đổi cuộc sống của bạn một cách bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Hợi. Hôm nay được thiên ấn trao cho con giáp tuổi Hợi cơ hội giải quyết những bất mãn tại nơi làm việc cũng như các vấn đề tình cảm được tháo gỡ. Nếu bạn muốn mọi việc đạt kết quả tốt hơn, hãy chú ý đến những gì người khác nghĩ thay vì đặt trọng tâm vào bản thân. Lục hợp che chở cho người độc thân có thể biến mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thành tình yêu. Tuy nhiên nên thận trọng, người đang tìm việc thì nên lưu tâm tới tính ổn định và thực tế nhiều hơn là mơ mộng huyền vông. Ngũ hành tương sinh cho thấy những dự đoán mà bạn từng nghĩ tới đã trở thành hiện thực. Việc này có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh của bạn vì hơn ai hết, bạn hiểu rõ mình đang làm gì với mục tiêu cụ thể như thế nào. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 4 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.